Chẳng. Hello anh em và chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của FTC Laptop. Máy tính thì chắc anh em cũng không xa lạ gì về những cái hình nền wallpaper này đúng không? Nhưng mà nếu mà màn hình mà nó cứ đứng im như này thì sẽ hơi đơn độc. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho anh em một cái mẹo nhỏ để làm cái màn hình nền này trở nên sống động hơn, có hứng hơn khi mình làm việc trên máy tính anh em nhé. Đầu tiên thì anh em vào cái Microsoft Store này. Trên Win 10 với Win 11 thì đều có sẵn anh em nhé. Ở ô tìm kiếm thì đây, có cái dòng Live Wallpaper. Ok, ở đây thì mình sẽ tải cái phần mềm này, Live Wallpaper này. Phần mềm này miễn phí anh em nhé. Và được xếp hạng đến 4,6 sao, cũng khá là uy tín đấy. Ok, bấm Get. Chờ một chút cho phần mềm tải về và cài đặt anh em nhé. Trong quá trình chờ tải thì mình sẽ tìm một cái video để làm nền này. Cái phần mềm này giúp anh em có thể set một cái video của cá nhân hoặc là của thú cưng hay là con cái. Ở đây thì mình có cái trang livewallpaper.com này. Ở đây sẽ có rất nhiều đoạn clip ngắn này để anh em set làm hình nền nhé. Có theo các thư mục nữa này, game, anime, các thứ này. Mình thì thích Son Goku từ bé nên là mình sẽ tìm Dragon Ball. Thử lấy clip này đi. Xem trước ở đây nhé. Có nút tải xuống ở dưới này nhé. Ok, sau khi phần mềm cài xong thì anh em vào Start này sẽ thấy luôn này. Clip Wallpaper mở lên nhé. Nó sẽ hỏi là có khởi động cùng Windows không. Đây, có một số những cái clip sẵn phần mềm gợi ý mình. Bấm Browse, xong tìm đến cái file nãy mình tải nhé. Đặt tít này, mô tả các thứ, cái này anh chả cần đâu. Bấm OK. Xong. Giờ thì nhìn desktop nó sống động, nó vui hơn một chút anh em nhé. Cũng khá là đơn giản phải không anh em? Nếu mà thấy video này hữu ích thì anh em hãy like và subscribe cho FTC Laptop để bọn mình có thêm động lực làm những video clip sau gửi đến anh em nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.